Sáng ngày 23 tháng 1, đồng chí Nguyễn Phú Tân, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Châu Phú đã đến gặp mặt, chúc Tết và tặng quà cho 20 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thị trấn Cái Dầu nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại đây, đồng chí Nguyễn Phú Tân, bí thư huyện ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời tri ân sâu sắc trước những hy sinh đóng góp của các gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là những tấm gương sáng, vận động con cháu trong gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Châu Phú ngày càng giàu đẹp, văn minh. Dịp này, đoàn đã trao tặng cho mỗi gia đình chính sách phần quà trị giá 500.000 đồng.